mấy con cá mình đã xúc ra vỏ hết trơn trọi nè. Ôi nè, thấy không bạn, thấy rất là ngon không? Kết chặt bạc nè. Quá là ngon luôn. Để mình sẽ sẵn đi về đi chợ thôi. Chưa rồi. Bây giờ mình sẵn cá ra cái mình cân con cá kết này cho các bạn xem bao nhiêu nha. Giới thiệu cho các bạn là trong những ngày mưa bão á nha các bạn, thì mình dân câu cũng rất là vất vả. Bởi mà không có quay lúc cận cảnh mà đi móc câu được, tại sóng gió rồi lúc nào mưa bão nữa, mình không có lấy điện thoại quay qua trực tiếp được. Nhưng mà lúc này lúc tối á, giấc này cũng khoảng là 2 giờ mấy rồi, thì mình cũng dân câu cũng được mớ cá này cũng rất là mừng rồi. Tại vì mưa bão quá mình đi móc không có được đâu nè. Đây là một đêm mình dân câu nè, cũng được mấy con cá kết cũng rất là ngon các bạn ơi. Thành quả của mình đêm nay nè cũng rất là mừng rồi. Mấy cái gài mưa bão á, liên tục luôn, sóng gió quá thế giống không. Ô, con cá này cái kết nó bự rồi các bạn nè. Quá ngon luôn. Hôm nay mình dân mồi cá trôi, tại sóng gió mình móc cá trôi cho nó ngâm đó đó, chứ thí đại luôn chứ sóng gió mà móc không có được. Còn mấy con cá dứa nhỏ nhỏ nè, mình móc mồi chuối á. Như con cá hú nè. Cái gà nước nó nước muốn hơi ngà ngà đục rồi. Bởi mình quay trong cái đục mình nó không có trong gì mấy. Nó hơi ngà ngà vậy nè. Mà giấc này cũng tối nữa. Mình mới bắt cái đèn lên á. Nó sáng quay lên được. Ngon ghê hồn nè. Này có hai loại cá nha các bạn. Con này là con cá kết bạc nè. Nó bởi nó hơi bạc hay trắng trắng nè. Còn con cá này kết mình nè. Quậy quá vậy. Khác xa. Kết bạc nè. Nhưng thành quả đêm nay là cũng nhiều đây là cũng rất là mừng, tại cá kết này nó bán cũng có giá nữa. Để gần sáng á, mình sẽ bắt mấy con cá này lên trên bờ khô á, quay cá này nhìn thấy nó hấp dẫn hơn, tại dưới nước nó hơi mờ mờ á. Dân câu trong những ngày mưa bão á mà được gì là cũng mừng lắm rồi. Sợ khi dân không có cá, không có cá thì chạy luôn á. Cá trôi nè các bạn nè. Mình móc mấy những con mồi này nè. Dài mưa gió, sóng gió quá thế là móc khó khăn lắm. Mình móc một giác là mình nghỉ rồi, trốn mưa bão đó. Vô bờ mình đậu
rồi thấy chừng nào thấy im trời á rồi mình mới đi ra móc câu. Để sáng mình bắt mấy con cá này lên đi sới sạn đi chợ. Thì quay lại cho các bạn cùng xem nó nha. Dông mưa dữ lắm luôn á, cái này đã trời cũng đã sáng rồi, cái này cũng khoảng 6 giờ mấy rồi đó các bạn, nhưng mà ông trời vẫn còn dông gió quá, mình còn nấp ở trong cái ghe nè, mình chưa có chuẩn bị để mà đi ra mà xúc cá để mà đi chợ nữa các bạn. Giờ trời trời rất là mưa nè, thôi nè, nó dông ghe hồn chưa nè, sóng bạch bạch luôn á, trời cũng đã sáng rồi mà ông còn mưa dông quá. Bởi những cái ngày này á trời dông mưa gió bởi dân câu rất là vất vả luôn á, bởi khi dông gió đó mình vô ghe mình núp rồi mình trốn chứ không có ghe móc được, bởi người dân câu này rất là vất vả, khi mà im trời á thì mình mới đi ra để mà dân câu được, khi mà dông gió quá thì mình phải vô bờ thôi, chứ mà ở ngoài sóng gió quá mình cũng không móc được nữa. Đợt ngày mưa bão quá. Đang chút nữa để ổng trời lát cái ổng tạnh tạnh chút mình mới đi xuống xuồng để mình xúc cá lên bắt để đi chợ được. Cái này cũng hơi chưa trời à, chút xíu à. Dông gió vậy á. Bây giờ trời đã hết mưa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mà xúc cá để mà đi chợ thôi nè. Đó, mình có chuẩn bị một cái giỏ nè. Nè, một lát mình sẽ dỡ cái đục này ra nha. Đó, sẽ dục đục ra mình sẽ xúc cá bỏ vào giỏ để mà xách đi về nhà để mà chuẩn bị đi chợ nha các bạn. Mà các bạn cùng theo mình để mà xúc cá lên mấy con cá hồi đêm hôm á. Mình đậm chậm bây giờ mình chuẩn bị để mình xúc để ra cái giỏ này để mình đi về đi ra chợ bán thôi. Mấy con cá hồi đêm hôm ấy các bạn mình dính nè, bây giờ đã sáng rồi, sáng thì mình quay thấy nó rõ hơn một tí nè.
Rồi cái vỏ nè mình cũng chuẩn bị để mà xúc cá thôi. Chỉ dăng chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ đêm hôm giờ cũng giông gió quá, gần sáng ổng còn giông mưa nữa nè. Để mình xúc cá vô vỏ thôi. Ôi nghĩ nè, thấy không, cá này rất là mạnh các bạn ơi. Thấy ôi nhảy quá, thằng nhảy luôn. À, thấy nhảy luôn. Cá mình đã xúc cả vỏ hết trơn trọi nè. Ôi nè, thấy không, bạn thấy rất là ngon không? Kết các bạn nè. Ôi quá là ngon luôn. Để mình sẽ sẵn đi về đi chợ thôi. Chưa rồi, bây giờ mình sẵn cá ra cái mình cân con cá kết này cho các bạn xem bao nhiêu nha. Bây giờ mình đã lên trên bờ rồi, mình chuẩn bị chiếc xe nè. Đó. Mình dẫn chiếc xe ra ngoài rồi nè. Đó. Vỏ cá mình cũng đã máng lên rồi nè, thì mà mình chuẩn bị về nhà thôi. Tại xe này á mình ghi ra sông mặn á, mình gửi ở nhà bà chị mình á, cũng ở sát này mé sông á, thì mình gửi nhà bà chị mình. Chừng nào sáng mình bắt cá xong xuôi á rồi mình phải lấy xe ra rồi mình chuẩn bị về nhà đi chợ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cá cũng lên xe hết rồi, thì mình bắt đầu sẽ về nhà thôi. Mưa đó mình nhà mình hứng nha, cái xô nước nè, một xô đầy luôn nè, quá thế luôn ha, mưa quá thế mưa luôn. Xe mình cũng đã tới nhà xong xuôi hết rồi, mình sẽ sắp cái vỏ nè để mình chuẩn bị nha. Đó, con cá đó, một lát mình sẽ bị đổ vũ thao nè, một lát mình sẽ lấy cái thao này mình múc mấy miếng nước vô nha, miếng nước xả ở đây làm đổ mấy con cá vô. Đó, mấy con cá này. Con cá mình đã đổ sẵn trong cái thao hết trơn rồi đó các bạn nè, các bạn coi nè, nè chưa, đây là con cá kết bạn nha, nó rất là to luôn nè. À, về nhà mình quay nó cận cảnh nó rất là rõ, còn ở ngoài sông mình nó có nước vô nó đục đục á, nó ngà ngà khó xem đó. Về nhà mình đã bắt chuẩn bị rồi nè, để mình cân thử con kết bạn cho các bạn xem coi bao nhiêu nha.
Ủa nó quát nãy nha. Đó. Quả rồi nó quật quật. Ý. Đó. 1 kg luôn các bạn. Ôi. Thấy vậy đó. Nghe nhầm chưa? Đây nè. Ngon chưa? Còn cái kết là con cái kết bạc này, các cho các bạn xem nè, hai cái loại cá nó khác nhau nha các bạn. Nè. Đây là con kết cái kết bạc nè, nó hơi màu trắng nha. Nè. Có hai loại nè. Một con cá kết nhưng mà loại hai cái loại màu á. Đây là cái màu màu xanh nè. Màu xanh hơi chút xíu nè. Còn này thì màu trắng nha. Đó, mình phân biệt rõ nha. Nè, cái kết bạc. Nè. Thấy chưa? Rất là ngon luôn á. Để mình cũng vậy bỏ vô tập. Để mình giăng câu trong những ngày mưa bão các bạn. Ồ, được như đây là cũng mừng lắm rồi đó. Mưa bão quá trời luôn rồi. Rất là ngon luôn. Phải nghề giăng câu mình rất là vất vả khi mà sóng gió rồi á. Ồ, đi nó cũng ra sông khó khăn lắm. Khi mình móc là mình không có thăm luôn á. Sóng gió đi ra sông luôn được, nhưng mà hôm nay lúc im trời cái mình ra thăm. Rất là ngon luôn. Những ngày mưa bão thì là quả đã rồi. Tuy vất vả nhưng mà được mấy con cá này là mừng rồi. Không nhỏ mấy con cá kết là mấy con cá hú nè. Này, mấy con cá hú nó nhỏ không mà không có nhiêu tiền chứ. Mấy con là thôi nè. Nhỏ mấy con cá kết này nè. Đó. Đền bù cho mình á. Cái này giăng câu này không phải bữa nào cũng trúng vậy nha các bạn. Nhầm bữa thôi. Chứ không phải lúc nào cũng trúng được, trúng như vậy là rất là ngon. Xong một tập đó. Còn đây nè. Mấy con cá hú này bắt ra đây đó. Này là con cá hú nha. Để riêng ra đi đó. Xuống cái bàn hàng đó nó tên rồi là xong. Nó còn cái dưới bự bự không. Dài mưa dầm quá thế nên cá sống con cá nó sần sụ trên trội luôn. Sẵn sẵn trên luôn. Cái vỏ nè. Cái mình đi chợ thôi. À, cuộc sống hàng ngày của mình là vậy đó. Mình giăng câu, mình bắt cá, rồi chuẩn bị cá để mình đi chợ. Các bạn ơi, mình đã chia sẻ cho các bạn là cuộc sống của người giăng câu của mình về miền sông nước của mình trong những ngày mưa bão á. Vất vả lắm các bạn. Dòng gió mưa từ hồi giấc khuya mình á thì nó bớt mưa, còn cái gần sáng thì rất là mưa lớn, mưa dông luôn. Khi mình đã gần sáng nè, mình về nhà thì nó bớt mưa rồi nè. Thì cái video của mình chia sẻ cho các bạn đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có xem cái video mình, nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh của mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào các bạn nha.